Puka xin Tuấn Kiệt chốt đơn địa điểm cưới là nơi cực lãng mạn, chú rể từng ước mở nhắc đến. Hiện tại, Puka và xin Tuấn Kiệt đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại vào tháng 11 sắp tới. Đặc biệt, thông tin mới nhất về địa điểm tổ chức đám cưới vừa được hé lộ khiến người hâm mộ vô cùng háo hức tò mò. Hậu màn cầu hôn gây xôn xao cởi mạng, xin Tuấn Kiệt và Puka được nhiều khán giả trong ngóng sẽ sớm báo tin mừng về đám cưới sắp tới. Trong thời gian này, cặp đôi đang trong giai đoạn cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại. Cả hai đã thử váy cưới, áo dài cưới và chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng dàn sau việc. Đến mới đây, netizen rầm rộ thông tin Puka và Sinh Tướng Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở nơi đặc biệt. xin Tướng Kiệt là người gốc Huế nhưng sinh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Puka là cô gái đến từ Đồng Tháp, quê mẹ của Sinh Tướng Kiệt cũng ở Đồng Tháp. Thế nhưng theo thông tin được lan truyền, Puka và Dinh Tuấn Kiệt đã đặt lịch để cùng khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới ở ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, phía đàn trai cũng từng úp mở về chuyện tìm một địa điểm tổ chức lễ cưới ở biển, nên cư dân mạng dự đoán Puka và Dinh Tuấn Kiệt sẽ có thêm một hôn lễ đặc biệt ở nơi khác quê hay thành phố Hồ Chí Minh trước đó nhiều sao việt cũng lựa chọn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cùng hội bạn đồng nghiệp ở biển như ngô thanh vân đông nhi và ông cao thắng diệu nhi và anh tú hay minh hằng hiện tại chính chủ chưa chia sẻ thêm về thông tin liên quan đến ngày trọng đại puka tất bật học cách làm dâu được xin tuấn kiệt khen một điều này kể từ sau khi công bố sắp đám cưới mới đây nhất trên instagram xin tuấn kiệt hào hứng viết đi làm về là có người nấu món yêu thích cho ăn liền dù không trực tiếp nhắc đến, thế nhưng ai cũng biết, người mà Diêm Tuấn Kiệt nói không ai khác chính là Puka. Nhìn những hình ảnh dân tình không khỏi xỉu ấp xỉu đau trước màn phép cẩu lương của Puka và Diêm Tuấn Kiệt hẹt vợ chồng son. Trong một bài phỏng vấn mới đây nhất, Diêm Tuấn Kiệt tự hào tiết lộ điều thích nhất ở vợ sắp cưới khi chia sẻ. Nấu ăn rất ngon, đó là điều mà Diêm thích nhất. Cá nhân mình là một người rất thích ăn cơm nhà, cho nên có một người phụ nữ bên cạnh mình nấu ăn ngon thì còn điều gì tuyệt vời bằng.